Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh Tuấn Long Review. Hôm nay thì em Long sẽ lại chia sẻ cho mọi người hai mẫu TV phân khúc là 65 inch có giá thành rẻ nhất trên thị trường bây giờ mọi người nhé. Với hai phân khúc TV 65 inch giá thành dưới 14 triệu đồng thì các bác không thể mua được một cái thương hiệu nào có giá rẻ hơn hai cái thương hiệu này mà em giới thiệu cho mọi người. Hai dòng Smart TV 4K có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt và rất chỉ là thông minh, thiết kế lại đẹp nữa. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu vài phút video về hai dòng sản phẩm này mọi người nhé. Hiện tại thì để mua được một con TV 65 inch màn hình kích thước lớn mà giá thành rẻ thì các bác thường thường là sẽ nghĩ đến những dòng TV thương hiệu ví dụ như là tầm trung, ví như là các thương hiệu như của TCL hay là của Xiaomi hay của LG, các thứ những thương hiệu đó, những cái model của nó, những cái tầm thiết kế bình thường thôi. Giá thành của nó cũng sẽ là hợp lý hơn cho mọi người khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta lựa chọn các thương hiệu lớn hơn như là của Samsung hay là Sony, thì với cái phân khúc giá tầm độ dưới 14 triệu thì không có một model nào mà thỏa mãn cái nhu cầu của chúng ta được. Để mà chúng ta lựa chọn một TV ngon bỏ rẻ thì em sẽ giới thiệu cho mọi người hai model. Đầu tiên là trước mắt các bác đây là một con TV của Aqua. Một con TV của Aqua và hàng này thì là model của năm 2021, ra mắt từ 2021 và hiện tại nó có một cái giá thành rất là tốt để các bác có thể lựa chọn được. Và thiết kế của con 65 inch này thì bên em đang có thiết kế rất đẹp mọi người nhé. Kể cả những dòng TV phân khúc tầm trung thì đều có thiết kế mỏng, mỏng và dẹp như thế này. Cái phần viền của nó được thiết kế áp sát vào phần tấm đèn của TV. Các bạn nhìn thấy cái phần viền này, nó rất là bé mọi người nhé, cực bé. Và phần lắp sau lưng nó được ốp vào bên trong, ốp vào bên trong. Đi kèm với dòng TV này, ngoài cái phần thiết kế đẹp ấn tượng ra hơn các dòng khác, nếu mà các bác lựa chọn, ví dụ như các bạn lựa chọn với tầm giá 16-17 triệu đồng của các thương hiệu khác như là của Sony hay là của LG thì cái phần thiết kế viền của nó không được tràn như thế này đâu. Nó thiết kế viền vẫn khá là dày mọi người nhé. Và chân của nó, con này thì được thiết kế chân hai bên. Tần số quét là 60Hz và chạy là chạy Android 11. Các bác nhá, chạy là chạy Android 11. Đây, cái hệ điều hành Android 11 thì các bác cũng đã quá quen thuộc rồi. Dùng thì rất là đơn giản để chúng ta trải nghiệm sản phẩm. Đấy. Android 11 và hàng xuất xứ của Malaysia. Hàng xuất xứ của Malaysia. Chúng ta có điều khiển tìm kiếm giọng nói. Đây, cái giao diện các bạn nhìn thấy đây. Có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt trên dòng TV này. Độ phân giải của nó sẽ là 4K. Nhiều các bác bảo em là quay lên thì nó màn hình nó bị cái phần ánh sáng trắng. Thì khi mà các bác xem ở siêu thị ấy, thì cái phần ánh điện đây, các bác nhìn thấy cái tấm nền này. Những cái phần trắng trắng như thế này là cái phần ánh điện nó chiếu vào chứ không phải là do tấm nền màn hình. Các bác xem video thì có thể xem những cái phần thước phim màu sắc như này, nó sẽ không có. Thì ánh sáng nó không chiếu được vào. Với tầm giá của con này thì hiện tại bên em đang bán với cái tầm giá của con này nó rơi vào khoảng độ là 13.800.000. Đấy, người 13.700.000 bao nhiêu ấy, gần 13.800.000. Thì đối với tầm giá mà chưa đến 14 triệu đồng để một con TV 60 inch 5 inch này thì em thấy là rất là hợp lý cho các bác. Đấy, con đầu tiên. Con đầu tiên thì các bác có thể lựa chọn con này, bảo hành là 2 năm tại nhà, hàng của Malaysia. Đấy, chạy công nghệ chạy là chạy nét lèn mọi người nhá. Công nghệ chạy nét lèn. Và con thứ hai các bác có thể lựa chọn được đó là con TV của TCL phía bên này. Yeah. Con TV của TCL phía bên này thì là một trong những dòng TV cũng được bên em đang chạy chương trình khuyến mại vào cuối tháng 9 lần này. Con này thì ra mắt năm 2022 và là một trong những model mới dòng phân khúc 44K, đó là 65P635. 65P635. Thiết kế của con này cũng rất đẹp mọi người nhá. Con này thì thiết kế còn đẹp hơn cả con Aqua lúc đấy, với phần thiết kế bo sát phía bên trên tràn ra phía ngoài và phần viền này của nó là viền kim loại các bác nhá, viền kim loại rất đẹp. Ở sau lưng của nó cũng được thiết kế ấn tượng hơn là con Aqua ở phía bên kia. Đấy. Và cái con này thì ngày bình thường ra các bác thì không thể nào mua được với cái giá thành mà tầm độ gần dưới 14 triệu đồng đâu, chỉ có bên em đang chạy chương trình thì mới được có cái giá đấy thôi. Và con này thì với tần số quét là 60Hz, công nghệ chạy của nó cũng là sẽ là chạy nét lèn. Công nghệ chạy nét lèn. Bên cạnh đó thì nó không phải là chạy Android TV mà nó chạy trên nền tảng Google TV. Nó sẽ là cao hơn một bậc so với con Aqua bên kia. Con kia chỉ chạy Android thuần túy thôi. Mọi người sẽ nhìn thấy cái giao diện vẫn là Android thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ là chạy trên cái nền tảng của Google TV. Nó sẽ giúp cho chúng ta, TV của chúng ta chạy nó mượt hơn và nhanh hơn. Đấy, các bác nhìn vào nó sẽ nhanh hơn. Với cái tầm giá này thì chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. Đấy, hai sự lựa chọn. Các bác sẽ lựa chọn một là con thương hiệu Aqua bên kia với tầm giá là 13.800.000. 13.800.000. Đấy, và hoặc là hai con, một con TV của TCL phía bên này.
với tầm giá là 13.990.000, chưa đến 14 triệu đồng. Thì các bác cũng sẽ sở hữu được một trong những dòng TV 4K có điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt. Con TV của TCL này thì sẽ là hàng của Việt Nam, hàng Việt Nam, và các bác sẽ được bảo hành là 24 tháng. Đấy, tất cả những dòng TV này thì bên em đều được bảo hành 24 tháng cho mọi người và đổi mới cho các bác trong 30 ngày đầu nếu mà TV gặp lỗi của nhà sản xuất các bác nhé. Thì các bác nào có nhu cầu mua sắm có thể nhanh tay lựa chọn hai mẫu TV 65 inch giá thành cực tốt của bên em để có mà chúng ta có những sự lựa chọn cho ngôi nhà mình trong thời gian tới đây. Ok, nếu các bác mua hàng gọi điện đến số điện thoại 0974178586, website là ecomax.vn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo ạ.